Đã một thời gian cùng chung chí hướng, cùng chung mục tiêu, chúng ta đều mong muốn có được cái sự tự do, có được tài chính, có thời gian, có sức khỏe, đúng không anh chị? Đó, và hầu như ai ai trong cuộc đời chúng ta khi sinh ra chúng ta cũng đều khao khát những cái điều như thế. Chúng ta có cuộc sống tự do hơn, chúng ta có cuộc sống giàu có hơn, chúng ta có cuộc sống hạnh phúc hơn. Và đấy là những cái điều mà hầu như tất cả mọi người chúng ta đều đi làm và chúng ta hướng đến những cái điều như thế. Vậy thì để làm sao mà làm sao giúp cho tất cả mọi người chúng ta đều có cơ hội đạt được những cái sự tự do về tài chính, chúng ta đạt được cái sự thành công hơn, chúng ta có tài chính tốt hơn, có sức khỏe tốt hơn, có hạnh phúc hơn, cuộc sống chúng ta sẽ trở nên tuyệt vời hơn. Thì em Vui cũng rất mong muốn được lan tỏa và chia sẻ những cái gì mà mình biết để làm sao mà giúp cho tất cả mọi người, đúng không ạ? Vâng, em xin chào anh Thắng Còi, xin chào anh Lê Vĩnh Thắng, xin chào anh Tuyến, xin chào anh Hoàng Trinh, xin chào chị Hưu Nguyễn, xin chào anh Đặng Thành. Ok, xin chào mừng tất cả anh chị. Đó, một lần nữa thì cũng xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể tất cả anh chị đang theo dõi livestream của Vui Nguyễn trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc cho tất cả anh chị chúng ta một buổi tối thứ hai cũng như là một tuần mới, chúng ta có thật là nhiều sức khỏe, có thật là nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc, nhiều thành công. Và đặc biệt hơn là chúc cho tất cả anh chị chúng ta nhận ra được những cái cơ hội khi nó đến với mình, chúng ta nắm bắt được. Và chúng ta nắm giữ cho mình những cái tài sản là những cái thứ mà sẽ tạo ra chúng ta cái dòng tiền để cho tất cả anh chị chúng ta có cơ hội để hướng tới cái sự tự do về tài chính. Chúng ta tự do thời gian và chúng ta có sức khỏe hoàn hảo, đúng không ạ? Em thì là Vui Nguyễn, người bạn đồng hành cùng với tất cả anh chị trong lĩnh vực đầu tư số cổ phần doanh nghiệp trước IPO. Hiện tại thì Vui Nguyễn cũng vừa là nhà đầu tư giống như tất cả anh chị đó, vừa là đối tác phát triển nguồn vốn cho tập đoàn công nghệ Unisky. Bản thân em Vui cũng đã đặt chân cho phép mình sang trực tiếp bên trung tâm thử nghiệm tại Saja UAE để mình tham quan, mình trải nghiệm những cái sản phẩm mà doanh nghiệp mình đang đầu tư vào, để mình chứng minh cho mình một điều rằng là mình đang đầu tư vào một doanh nghiệp nó có thật, sản phẩm thật, kinh doanh thật và tạo ra nguồn thu thật. Và mình biết được rằng là tại thời điểm này mình đang đầu tư là mình đang nắm giữ cái giá trị tài sản thật, mình đang nắm giữ giá trị tài sản của doanh nghiệp thật, chứ không phải là mình đầu tư vào các sân sàn trả lãi hay là mình đầu tư theo cái sự may rủi đó. Và hiện tại thì Vui Nguyễn biết chính xác được rằng là cái điều mà em Vui đang làm nó là như thế nào, nó có thực sự là đem đến cái giá trị thật hay không, nó có thực sự là giúp cho mọi người có cơ hội đạt được cái sự tự do về tài chính nó sớm hơn hay không, đúng không ạ? Đó, và tất cả những cái điều này, tất cả những cái gì mà em Vui đã làm trong suốt thời gian qua đều mong muốn hướng đến cho anh chị, để làm sao mà giúp cho anh chị có những thông tin tuyệt vời hơn, để anh chị hiểu ra được cái giá trị mà anh chị đang làm tại thời điểm này, đúng không ạ? Còn những anh chị nào là người mới thì chúc mừng anh chị, bởi vì anh chị đã biết được cái buổi chia sẻ của Vui Nguyễn trong buổi tối ngày hôm nay. Bởi vì thực sự đối với anh chị đấy là một cái duyên anh chị ạ, không phải tự dưng mà chúng ta gặp nhau đâu. Tất cả mọi sự gặp gỡ trên đời này nó đều là một cái duyên, nó là đều là một cái duyên gì đó anh chị ạ. Vậy thì nếu như anh chị đã có cơ hội, anh chị được biết được những cái biết được em Vui trong buổi tối ngày hôm nay thì đấy là một điều rất tuyệt vời. Bởi vì biết đâu thông qua những cái sự chia sẻ của em Vui, đúng không ạ, anh chị nhận ra được một điều gì đấy, anh chị hiểu được rằng là trong thời gian qua mình đang kiếm tiền nó đã đúng cách hay chưa, đã đúng phương pháp hay chưa, tại sao chúng ta vẫn cứ khó khăn, tại sao chúng ta vẫn cứ nghèo khó, tại sao chúng ta vẫn bất cập về tài chính, vậy tại sao chúng ta kiếm được tiền nhưng đến khi chúng ta lại mất hết tiền, vậy thì tại sao chúng ta có những lúc thành công nhưng có những lúc chúng ta lại gọi là thất bại và trở về con số 0 và chúng ta lại phải làm lại từ đầu. Đó, vậy đấy là những cái điều mà tất cả anh chị chúng ta cần phải hiểu được. Thời gian qua thì Vui Nguyễn cũng đã dành những khoảng thời gian để có thể hỗ trợ cho tất cả những anh chị nhà đầu tư hiểu ra được cái giá trị tập đoàn công nghệ Unisky. Ngoài ra thì em Vui cũng có một chuyến, một cái khóa học đó để làm sao nâng cấp bản thân của mình lên anh chị ạ. Bởi vì nói chung là khi mà bản thân chúng ta, cái tầm của chúng ta càng ngày càng nâng lên ấy, thì chúng ta sẽ chứa được nhiều tiền hơn, chúng ta sẽ chứa được nhiều thứ hơn anh chị, chứa được nhiều thứ hơn. Bởi vì có rất là nhiều người, anh chị biết không ạ, họ đã từng kiếm được rất nhiều tiền, họ
đã từng làm ra rất nhiều tiền, họ đã từng rất thành công, nhưng ở một thời điểm nào đó họ lại mất đi tất cả những cái gì mà họ đã kiếm được. Nó chỉ đơn giản là chúng ta trong khoảng thời gian đấy chúng ta chưa có tư duy để chúng ta học hỏi, chưa có tư duy để chúng ta vận hành tiền, chưa có tư duy để chúng ta quản lý tài chính cá nhân của mình. Nếu như thời điểm đấy chúng ta có những tư duy để chúng ta biết cách quản lý tài chính cá nhân của mình thì chắc chắn là khi mà chúng ta rơi vào những hoàn cảnh khó khăn thì chúng ta sẽ không bị quá bế tắc, đúng không anh chị? Đó, vậy thì khi mà bản thân em Vui biết được rằng là mà chúng ta muốn chứa được nhiều tiền thì cái tầm của chúng ta phải nâng lên anh chị, nâng lên anh chị. Nếu như tầm của mình nó không nâng lên thì dù có kiếm được bao nhiêu tiền thì cũng sẽ mất hết anh chị ạ. Đó, vậy thì trong cái quá trình mà anh chị kiếm được tiền, kể cả anh chị kiếm được nhiều hay ít, thì anh chị hãy dành ra ít nhất 10-20% thu nhập của mình mỗi tháng. Và sau đó chúng ta sẽ gọi là một cái quỹ, quỹ tự do tài chính. Chúng ta hãy sử dụng cái quỹ đấy để chúng ta đem đi đầu tư. Chúng ta đầu tư vào những cái tài sản mà giúp cho chúng ta tạo ra dòng tiền. Để đến khi mà chúng ta không có sức khỏe để chúng ta làm nữa thì chúng ta sẽ có cái dòng tiền đến từ cái tài sản của mình. Và đấy là một trong số những cái bí mật. Nếu như chúng ta mong muốn là chúng ta có cái sự tự do về tài chính, chúng ta mong muốn có thời gian, có sức khỏe, chúng ta không mong muốn là chúng ta phải làm quần quật cả đời giống như con trâu, đúng không anh chị? Đó. Vậy thì khi mà anh chị hiểu được cái vấn đề là dù anh chị làm bất kỳ một cái lĩnh vực nào, dù anh chị đang kinh doanh rất là giỏi, anh chị đang làm thuê hay anh chị đang là bác sĩ, anh chị đang là công nhân hay anh chị đang là kỹ sư, hay anh chị đang là giáo viên, hay anh chị đang kinh doanh bất kỳ ngành nghề nào cũng như thế, chúng ta hãy trích ra những khoản để chúng ta đem đi đầu tư. Đó, bản thân em Vui đã ý thức được cái điều này từ 3-4 năm trước rồi. Thời điểm đấy thì em nghĩ rằng là đầu tư nó sẽ cần một cái số tiền rất lớn anh chị thì mình mới có cơ hội mình đầu tư được. Nhưng không phải anh chị ạ, đầu tư nó có rất nhiều lĩnh vực và chỉ cần chúng ta tìm hiểu đúng ở những cái lĩnh vực nó phù hợp với khả năng tài chính của mình thôi thì hoàn toàn anh chị vẫn có thể từ một người bình thường trở thành những con người rất giàu có và thành công anh chị ạ. Đó. Em xin chào những anh chị vào sau nhé. Anh chào anh Trần Hiển, chào anh Dũng Vũ, chào chị Vân Kim, chào chị anh Tuất Nguyễn, chào chị Hoa Lan Rừng, chào anh Thanh Long. Đó. Vậy thì bản thân em Vui đã ý thức được cái điều đó rồi. Và trong suốt thời gian qua thì mình liên tục nghiên cứu, tìm hiểu và cho phép mình nắm bắt những cơ hội khi mà nó bắt đầu đến với mình. Đó. Em Vui thì đã đầu tư vào doanh nghiệp Unikai là từ 2020 rồi anh chị ạ. Từ thời điểm đấy khi em biết đến được rằng là muốn giàu là phải đầu tư, muốn tự do tài chính, muốn có dòng tiền là phải đầu tư. Bởi vì nếu như không đầu tư thì chúng ta sẽ phải làm việc cuồn cuộn đến khi đến hết cuộc đời, gọi là ráo mồ hôi thì hết tiền anh chị. Dù chúng ta có là quan chức nhà nước, chúng ta đang là những ông rất cấp cao hay là bất kỳ những con người nào cũng thế thôi, nếu như chúng ta không tìm hiểu về đầu tư thì rất có thể là chúng ta sẽ phải làm việc đến cuối cuộc đời, đúng không ạ? Bởi vì sức khỏe chúng ta là vô hạn, đúng không anh chị? Và khi em Vui biết được rằng là đầu tư vào doanh nghiệp là một trong số những cái bí mật mà giới siêu giàu người ta đang làm. Và tất cả những cái tài sản của giới siêu giàu thì người ta được định giá từ việc họ đang nắm giữ bao nhiêu cổ phần của doanh nghiệp này, chứ không phải là bao nhiêu, chứ không phải là bao nhiêu tiền mặt hay là bao nhiêu mảnh đất cả anh chị ạ. Đó, và đấy là một trong số những cái bí quyết mà bấy lâu nay chúng ta, mặc dù nó đã hiện hữu nhưng mà chúng ta không quan tâm, chúng ta không tìm hiểu và chúng ta gần như kiểu là để nó qua một bên ấy anh chị. Và đấy là một trong số những điều rất đáng tiếc, nhưng tại thời điểm này anh chị may mắn được ai đó chia sẻ cho mình những cái điều này thì đấy là một trong số những cái cơ hội mở ra cho tất cả anh chị. Và khi em Vui biết được rằng là muốn giàu là phải đầu tư, có rất nhiều doanh nghiệp đã IPO đình đám, đã chi trả cổ tức cho rất là nhiều nhà đầu tư. Đó, và họ đã rất là thành công, mặc dù họ đang đi chơi ở bất kỳ đất nước nào trên thế giới, mặc dù họ đang ngủ thì cái dòng tiền của họ vẫn chảy về túi như bình thường. Từ việc họ sở hữu, họ nắm giữ cái giá trị tài sản thật của một doanh nghiệp. Thay vì họ tự mở ra một doanh nghiệp, họ rất là khó khăn để họ có thể vận hành một cái doanh nghiệp thành công, thì họ lại góp vốn vào cái doanh nghiệp tiềm năng, đi đầu về xu hướng phát triển của xã hội, thì họ có cơ hội trở nên thành công hơn, họ sẽ đến sớm hơn, thành công họ sẽ đến sớm hơn. Họ không phải quá vất vả, họ không phải quá đau đầu, họ không phải đi vay mượn rồi là bán hết cái tài sản của mình để gây dựng cho mình một doanh nghiệp mà chưa biết nó có thành công hay không anh chị ạ.
Nhưng nếu như anh chị có những cái tiêu chí để anh chị lựa chọn những doanh nghiệp tiềm năng, anh chị đầu tư, anh chị sở hữu cổ phần thì rủi ro nó sẽ là thấp nhất anh chị. Nếu như anh chị tìm hiểu không chuẩn thì cùng lắm anh chị mất đúng những cái số tiền anh chị đầu tư thôi, chứ anh chị không mất đi toàn bộ cái gia sản, gia tài của mình, đúng không ạ? Nhưng nếu như anh chị có kiến thức, anh chị có tiêu chí, anh chị lựa chọn, anh chị đầu tư thì cái việc anh chị bị mất tiền nó là sẽ là thấp nhất anh chị ạ. Đến tại thời điểm này đầu tư nó sẽ mang tính thời điểm anh chị. Có những cái thời điểm nó rất là rủi ro về cái vấn đề tiền bạc anh chị. Thậm chí có những cái thời điểm anh chị đầu tư, anh chị còn không biết được rằng là nó có thành công hay không. Nhưng có những cái thời điểm nó đã đến cái thời điểm mà anh chị, nếu như anh chị tìm hiểu á, thì anh chị sẽ biết được rằng là có những cái thời điểm á, là cái sự rủi ro nó sẽ là thấp nhất, thậm chí nó không còn nữa. Cái rủi ro thậm chí nó là anh chị không sở hữu được cổ phần nào của doanh nghiệp đấy. Đó. Và khi mà em vui biết được rằng là đầu tư nó sẽ mang theo cái xu hướng của xã hội, và anh chị hãy góp vốn vào doanh nghiệp nào mà đang tạo ra những cái giá trị lớn cho xã hội. Và một trong những cái số cái điều đấy thì em vui góp vốn vào tập đoàn công nghệ giao thông Unisky. Đó là công nghệ giao thông trên cao anh chị. Nó là một trong số những cái sản phẩm rất là đẳng cấp rồi. Ở trong thời gian qua, trong những video trước, em vui đã nói rất nhiều về tiềm năng, về giá trị, về thành tựu của doanh nghiệp này rồi. Và liên tục trong khoảng thời gian qua, bản thân em vui vẫn liên tục cập nhật cho anh chị những cái thông tin rất tuyệt vời từ tập đoàn công nghệ Unisky. Ngày hôm nay em vui chia sẻ với anh chị, nếu anh chị nào mới, nó không phải là một cái dự án để anh trả lãi, để anh chị đầu tư vào ngày hôm nay anh chị có tiền ngay đâu anh chị, mà anh chị đang đầu tư góp vốn vào những cái giá trị thật. Anh chị đang góp vốn cho những cái doanh nghiệp thật. Đó, nó đang có rất nhiều công nhân, kỹ sư, người ta đang làm việc cho tất cả anh chị. Đó, thay vì anh chị tự bỏ ra cái sức lực của mình anh chị vận hành, thì chúng ta góp vốn vào doanh nghiệp lớn. Và chính cái doanh nghiệp đấy, nó sẽ có rất nhiều nhân viên, những kỹ sư đang làm việc quần quận cho anh chị, để tạo ra cái sản phẩm để thương mại hóa và tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp của mình. Và khi doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận thì lúc đấy anh chị sẽ được nhận được những cái thành tựu xứng đáng với những cái khoản đầu tư anh chị bỏ ra. Và đấy chính là một trong số bí mật của giới siêu giàu. Warren Buffett là một trong số huyền thoại đầu tư, đúng không ạ? Một trong số những huyền thoại đầu tư anh chị ạ. Thậm chí ông ý không có, ngoài vận hành doanh nghiệp Berkshire Hathaway ra, thì ông không có vận hành bất kỳ một doanh nghiệp nào khác, mà chỉ đến từ việc đầu tư thôi. Mà tiền cổ tức một năm ông ý nhận được nó rất lớn, thậm chí ông không phải bán đi bất kỳ một cái tài sản nào của mình. Đó, và khi mà anh chị biết được cái điều này rồi thì việc của anh chị hãy tìm hiểu, ai đó chia sẻ cho anh chị về cơ hội Unisky, anh chị hãy dành thời gian tìm hiểu đi. Bởi vì anh chị tìm hiểu, anh chị phải tìm hiểu thì anh chị mới hiểu được cái giá trị thực tại của nó, cái giá trị tiềm năng của nó. Để khi anh chị góp vốn vào, hoàn toàn từ một số vốn nhỏ, anh chị có nhiều anh chị góp nhiều, có ít anh chị góp ít. Và ở đây người ta không có bắt ép anh chị là anh chị phải đầu tư vào đây, hay là bắt ép anh chị là anh chị hãy đầu tư đi, mà anh chị hãy tìm hiểu về nó. Anh chị ấy dành thời gian tìm hiểu về nó. Khi anh chị thực sự hiểu được cái giá trị của doanh nghiệp này thì lúc đấy anh chị hãy góp vốn vào. Đó. Ở đây không có ai kêu gọi ai đầu tư cả. Mình chỉ biết, mình hiểu, mình chia sẻ, mình lan tỏa. Anh chị thấy nó tốt, anh chị thấy tiềm năng đáp ứng những cái tiêu chí đầu tư của anh chị thì anh chị đầu tư, anh chị góp vốn. Đó. Chứ không ai van lại anh chị cả. Bởi vì làm giàu ấy, nó là quyết định của tất cả anh chị. Nó chính là quyết định của chính chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta mong muốn trở nên giàu có, chúng ta mong muốn được sở hữu tài sản, thì anh chị hãy quyết định cái cuộc đời của mình, quyết định xem mình có thực sự mong muốn được cái điều đó hay không. Chứ em vui cũng không đi van lại anh chị là anh chị hãy đầu tư đi, van lại để anh chị làm giàu đi, đúng không ạ? Nó xuất phát từ chính bản thân của chúng ta, đúng không ạ? Đó. Vâng, em xin chào anh Bùi Ánh, xin chào chị Diễm Kiều, xin chào anh Phạm Triều, chào chị Hằng Phan, chào chị Ngọc Liên, chào anh Xanh Rừng. Đó. Vậy thì ngày hôm nay em vui sẽ không nói quá sâu, không nói quá sâu về sản phẩm, về tiềm năng thương mại. Nhưng mà em vui sẽ cập nhật cho anh chị những cái thông tin rất là mới từ tập đoàn công nghệ Unisky trong thời gian qua. Thời gian qua thì không dành thời gian quá nhiều cho anh chị được, nên là ngày hôm nay thì có những cái thông tin rất đặc biệt muốn chia sẻ cho anh chị đó. Ngày hôm nay ngày 4 tháng 9 đúng không anh chị? Thì có một cái thông tin từ trên trang Unisky Chatbot. Đây là một trang thông tin về công nghệ, anh chị có thể cập nhật thông tin về công nghệ thông qua cái trang này anh chị nhé. Unisky Chatbot thì đây là một trong số giải pháp tốt nhất cho tất cả các đất nước đang phát triển anh chị ạ. Vừa nãy thì em vui có một nhà đầu tư, đó là một người chú, thì có nói rằng là vui ơi, dự án của chúng ta đã được thương mại ở
quốc gia nào chưa, tức là nó đã đi vào thử nghiệm, tức là nó đã đi vào hoạt động ở quốc gia nào chưa. Thì xin thưa với anh chị một điều rằng, tại thời điểm này thì chúng ta đang có một cái dự án thương mại Ulinai ở tại trung tâm thử nghiệm Ecotechnobox ở bên Belarus ấy. Đó. Còn ngoài ra thì chúng ta chưa có cái tuyến đường thương mại thực tế ở quốc gia nào cả. Nhưng mà tại thời điểm này chúng ta đã có những cái hợp đồng đang trong cái quá trình thiết kế, và có những cái hợp đồng đã chuẩn bị nhận đất và chuẩn bị thi công rồi. Vậy thì mới đặt ra một câu hỏi rằng là chú ý bảo rằng bạn chú đã được trải nghiệm con tàu trên cao, đi nó rất là thông minh, nó rất là sướng, nó rất là tuyệt vời. Nhưng mà anh chị hình dung là nếu như nói về công nghệ giao thông trên cao, công nghệ hiện đại thì ở hầu hết tất cả quốc gia trên thế giới thì không phải là quốc gia nào người ta cũng có những cái loại hình phương tiện giao thông thông minh. Ở một số cái đất nước phát triển thì điều đấy sẽ có, nhưng mà cái phương tiện giao thông của họ ấy, nó sẽ không thể đáp ứng ở hầu hết tất cả quốc gia trên thế giới, và nó sẽ không thể đáp ứng ở mọi điều kiện nhiệt đới khắc nghiệt nhất anh chị. Đó, chính vì thế có thể nó có, nhưng nó chỉ ở một vài những quốc gia, những cái phương tiện giao thông hiện đại ấy, nó chỉ ở trong những thành phố lớn hoặc là ở một số quốc gia lớn thôi. Và cái chi phí xây dựng của nó rất là cao, nên nó không thể đáp ứng được cho toàn bộ tất cả mọi người, tất cả những cái hệ thống giao thông trên toàn thế giới. Đó, chính vì thế mà công nghệ Ulinai chúng ta khi nó sinh ra thì nó lại làm được cái điều đấy anh chị. Nó có thể xây dựng ở hầu hết mọi quốc gia trên toàn thế giới, xây dựng ở mọi điều kiện nhiệt đới khắc nghiệt, xây dựng ở mọi địa hình khác nhau anh chị, từ đồi núi cho đến sông ngòi, cho tới những cái nơi mà rất khó xây dựng những cái loại phương tiện để có thể di chuyển, thì công nghệ UST chúng ta làm được cái điều đấy. Chính vì thế mà nó mới có cái sự khác biệt, và nó là một trong số những sản phẩm được đánh giá sẽ chiếm cho tới 50% thị phần giao thông toàn cầu. Và đến năm 2030 đúng không ạ? 2030, 2050 thì có thể nó sẽ chiếm gần hết so với cái loại phương tiện giao thông truyền thống anh chị. Vậy thì đấy là một trong số những cái điểm sáng mà nếu như cô chú anh chị là những cái người mà chúng ta có tầm nhìn, chúng ta nhìn ra được cái tương lai trong tầm khoảng 5-10 năm tới, 10-20 năm tới, thì anh chị sẽ biết được rằng là cái giá trị tài sản của doanh nghiệp nó sẽ tăng trưởng lớn như thế nào, và cái sự tiềm năng con người mong muốn được xây dựng đáp ứng cái doanh nghiệp này nó sẽ tuyệt vời như thế nào anh chị ạ. Đó, vậy thì cái thông tin ngày hôm nay đó là giải pháp tốt nhất cho tất cả các đất nước đang phát triển. Vừa nãy em vui nói rồi, những cái sản phẩm, những cái giải pháp về giao thông nó quá tuyệt vời rồi á. Nhưng có những cái giải pháp giao thông, cái chi phí xây dựng của nó rất lớn và nó không thể đáp ứng được ở hầu hết quốc gia trên toàn thế giới. Nhưng con tàu Ulinai chúng ta thì có thể đáp ứng cho kể cả những cái đất nước đang phát triển và kể cả những cái đất nước nghèo nhất anh chị ạ. Và ngày hôm nay thì đại diện ngành vận tải của Nepal, Zambia và Uganda đã vừa đến tham quan cái trung tâm kiểm định và chứng nhận Ulinai của chúng ta anh chị, ở tại bên Saja UAE, nơi mà em vui đã từng đặt chân đến. Và đây là một trong số những chuyến tham quan Ulinai thú vị, bắt đầu từ nhà ga hành khách, nơi khách được giới thiệu chiếc xe UK nhiệt đới đã được chứng nhận của chúng tôi và được thiết kế để đi lại trong thành thị và liên tỉnh, đồng thời thích nghi với những vùng có khí hậu khô và nhiệt độ lên tới 55 độ C anh chị. Cũng xin chia sẻ với anh chị một chút, ở bên đất nước UAE, cái thời tiết nó rất là khắc nghiệt. Vào mùa hè, thời tiết của nó có thể lên tới là 55 cho tới 60 độ C. Và đấy là một trong số những cái thời điểm khắc nghiệt nhất. Và khi mà người ta biết tới cái công nghệ chúng ta, thì người ta có nói rằng là cái công nghệ của các bạn rất tuyệt vời. Nhưng mà cái thời tiết, cái địa điểm nhiệt đới khắc nghiệt của chúng tôi sợ rằng là nó sẽ không thể chạy được cái công nghệ này. Và người ta cấp cho chúng ta là 28 hectare đất miễn phí đối diện trường đại học Saja để cho chúng ta chứng nhận thử nghiệm cái công nghệ này. Và người ta còn nói một điều rằng nếu như các bạn chứng nhận thử nghiệm công nghệ này thành công thì chúng tôi sẽ bao thầu toàn bộ khu vực Trung Đông luôn. Và chính vì thế mà chúng ta có cái trung tâm thử nghiệm thứ hai ở tại Saja UAE đấy anh chị. Đó, và chính cái trung tâm thử nghiệm đấy bản thân em vui đã được đặt chân sang và được trải nghiệm con tàu với những cái cảm giác rất là phê, rất là đặc biệt anh chị. Và ngày hôm nay thì khi mà phái đoàn đến thăm cái trung tâm này với cái thời tiết nhiệt độ lên tới 55 độ C là một cái cảm giác rất nắng nóng đúng không anh chị? Nhưng mà họ đã được trải nghiệm trong cái điều kiện đấy và chúng ta đã chứng nhận thử nghiệm cái công nghệ này ở cái thời điểm nhiệt đới rất là khắc nghiệt đúng không anh chị? Đó, và Ulinai Chatbot của chúng ta đã tạo ra một hệ thống giao thông mới về cơ bản, đó chính là thân thiện với môi trường, an toàn, thoải mái,
và tiết kiệm cả về sản xuất và vận hành so với các giải pháp cũ anh chị, tạo nên sự lựa chọn tuyệt vời cho ngành vận tải ở tất cả các đất nước đang phát triển và ứng dụng giải pháp cơ sở hạ tầng và giao thông. U-Sky sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho việc cải thiện mạng lưới giao thông công cộng, điều tiết giao thông, thúc đẩy các phương tiện thân thiện với môi trường và phát triển hệ thống giao thông thông minh anh chị. Và đây là một buổi làm việc đã được kết thúc tốt đẹp. Tất nhiên là các vị khách mời đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành về chuyến tham quan hấp dẫn của U-Sky. Đó, và các bên đã nói lời tạm biệt với niềm hy vọng hai chiều về sự phát triển trong tương lai của U-Sky Chatbot liên tục trên lục địa châu Phi và châu Á rộng lớn ạ. Đúng ạ? Đó. Vậy thì các phái đoàn chúng ta ngày hôm nay không chỉ riêng phái đoàn của Nepal, Zambia và Uganda đến thăm đâu anh chị. Trong suốt thời gian qua em Vui đã liên tục cập nhật cho anh chị những cái phái đoàn. Tức là rất nhiều chính phủ các quốc gia người ta đến tham quan cái công nghệ này đúng anh chị. Bởi vì em Vui đã bảo với anh chị một điều rằng đó là doanh nghiệp chúng ta nó không làm việc với các chính phủ, tức là nó không làm việc với người dân đâu anh chị, mà nó làm việc với tất cả các chính phủ các quốc gia trên toàn thế giới. Chính vì làm việc với các chính phủ nên là dù anh chị có muốn hay không muốn ấy, thì các chính phủ người ta thấy cái giải pháp giao thông thân thiện, thông minh và an toàn thì người ta sẽ mong muốn là xây dựng cái công nghệ này. Và khi nó đã xây dựng rồi thì anh chị sẽ được trải nghiệm cái con tàu đấy, còn anh chị sẽ được đi trên con tàu đấy. Bởi vì các quốc gia trên toàn thế giới về vấn đề giao thông nó là huyết mạch của các quốc gia rồi. Và quốc gia nào có nền giao thông phát triển thì nền kinh tế của họ càng phát triển. Chính vì nền giao thông phát triển, nền kinh tế phát triển nên ở các đất nước, các quốc gia người ta liên tục tìm kiếm tất cả những giải pháp tốt nhất, các giải pháp giao thông tốt nhất cho đất nước của họ. Và chúc mừng tất cả anh chị đang được đầu tư đúng vào những cái doanh nghiệp nó đang đi đầu về giải pháp giao thông thông minh. Mà em Vui khẳng định là nếu như để đáp ứng ở mọi quốc gia, mọi điều kiện, mọi địa hình thì chưa có một cái sản phẩm nào giải quyết cái bài toán đấy, và chưa có cái sản phẩm nào đáp ứng được giống như công nghệ Unisky chúng ta. Và đấy là một trong số những điều rất là tuyệt vời. Và nếu như anh chị góp vốn vào tập đoàn công nghệ Unisky là anh chị đang góp vốn trực tiếp vào doanh nghiệp đó. Tức là anh chị đang góp vốn trực tiếp vào tập đoàn công nghệ Unisky và không thông qua bất kỳ ai cả. Tức là chúng ta được sở hữu cổ phần gốc anh chị. Đó, chúng ta nắm giữ cổ phần công ty mẹ GTI. Và trong đấy nó bao gồm hơn 200 cái sở hữu trí tuệ của tập đoàn công nghệ Unisky. Và cái sở hữu trí tuệ này nó là của tất cả chúng ta, chứ không phải của riêng của ngài chủ tịch Anatoly Zhukovsky. Đó, chính vì thế mà anh chị đang được đồng sở hữu công nghệ này, đồng sở hữu công nghệ Unisky anh chị. Và đấy là một trong số những điều rất là tuyệt vời. Và ngày trước ấy thì ông Zhukovsky ấy, ông chưa có chuyển cái sở hữu trí tuệ này cho tất cả nhà đầu tư. Nhưng bây giờ ông ấy đã chuyển, tức là trong một vài năm trước ấy, đó là chúng ta đã có một cái thông tin đó là cái sở hữu trí tuệ này nó là của tất cả nhà đầu tư chúng ta, chứ không phải là riêng của ai cả, không phải là riêng của cá nhân ai cả anh chị. Không phải là riêng của cá nhân ai cả. Anh Lương Gia Trang có bảo rằng 2025 đến 2030 liệu có chia cổ tức chưa em? Thực ra thì vấn đề về cổ tức em Vui đã chia sẻ với anh chị về rất là nhiều thông qua những cái buổi chia sẻ trước đây rồi. Về cổ tức ấy là doanh nghiệp của chúng ta đã nói về cái vấn đề chi trả cổ tức về cái lộ trình phát triển từ năm 2023 cho tới 2030 ấy. Đó là cổ tức 2025 chúng ta được chi trả là cổ tức bằng tiền mặt rồi. Đó, tức là 2025 chúng ta đã chi trả cổ tức về mặt tiền mặt rồi. Về cái vấn đề này em Vui cũng chia sẻ thêm, đó là riêng những cái doanh nghiệp khác thường thì người ta sẽ tức là người ta sẽ nói rất là nhiều, người ta sẽ tập trung rất là nhiều vào lợi nhuận và người ta sẽ nói rất là nhiều về những cái gì mà người ta chưa làm được để cho tất cả anh chị góp vốn. Nhưng công nghệ Unisky chúng ta thì làm nhiều hơn nói anh chị, làm nhiều hơn nói. Tất cả những cái gì mà anh chị biết tại thời điểm này nó chỉ là cái tảng băng chìm thôi anh chị. Nó chỉ là cái tảng băng nổi thôi. Còn cái bề chìm là anh chị chưa nhìn thấy anh chị. 80% là anh chị chưa nhìn thấy. Và chỉ khi anh chị được đặt chân sang bên UAE, đặt chân sang bên Belarus thì anh chị mới thấy được cái bức tranh toàn cảnh của doanh nghiệp này. Anh chị thấy doanh nghiệp này nó sẽ tiềm năng như thế nào, nó tất cả những cái gì mà anh chị thấy ấy. Anh chị phải oà lên một điều rằng tại sao tôi lại được góp vốn vào một doanh nghiệp tiềm năng như thế anh chị. Đó, và bản thân em Vui cũng như thế.
cái lúc đầu khi mình ở tại Việt Nam mình chưa được trải nghiệm, mình cũng biết đây là một cái cơ hội tốt thì mình cứ đầu tư thôi. Mình có bao nhiêu mình đầu tư bấy nhiêu. Nhưng khi mình được đặt chân sang UAE thì mình thấy được rằng là cái doanh nghiệp này nó quá tuyệt vời. Và mục tiêu ít nhất là phải có 10 triệu cổ phần của Unikai. Đó, còn anh chị muốn thoát nghèo thì phải sử ít nhất 1 triệu cổ phần. Và năm 2025 người ta bảo chi trả cổ tức ấy, là tại thời điểm này em vui tin chắc chắn nó đã làm được rồi. Nó phải làm được rồi thì nó mới khẳng định với anh chị một điều rằng 2025 nó sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Vậy thì nếu như anh chị biết được rằng là tại thời điểm này, cái khoản đầu tư của anh chị tại thời điểm này vào doanh nghiệp này rủi ro nó là thấp nhất, thậm chí là riêng về mặt tiền bạc nó bằng không rồi. Cái quan trọng là rủi ro tại thời điểm này là anh chị không sở hữu được một cổ phần nào của doanh nghiệp đó anh chị. Đó, em xin chào chị Lan Anh, chào anh Nguyễn Tính, chào anh Hiếu Ngọc, chào anh Lanh Lai. Đó, em cảm ơn chị Lan Anh rất nhiều. Anh Dương Đức Trình có bảo rằng em ơi vốn chủ sở hữu của UST là bao nhiêu? Ở doanh nghiệp UST chúng ta ấy, đã được định giá. Tức là khi mới bắt đầu xây dựng và phát triển công nghệ này thì riêng cái sở hữu trí tuệ chúng ta đã được định giá là 400 tỷ đô rồi anh chị. Riêng cái sở hữu trí tuệ thôi. Và từ năm 2013 khi mà cái đơn vị mà được định giá cái tài sản chúng ta đó là Hai Audit, là một trong số đơn vị kiểm toán lớn nhất của Nga anh chị, là người ta đã định giá cái tài sản chúng ta rồi. Nó giống như ngày hôm nay anh chị có một cái mảnh đất đúng không ạ, anh chị có một ngôi nhà, anh chị định giá, anh chị tự định giá cái tài sản của anh chị là 10 tỷ nhưng ngân hàng nó chỉ định giá là 5 tỷ thôi. Thì điều này em vui muốn chia sẻ anh chị đó là nó phải có một cái đơn vị định giá cái tài sản chúng ta, chứ không phải là bản thân em vui hay anh chị ngáo giá, đúng không ạ? Chính vì cái tài sản chúng ta được định giá là 400 tỷ đô la rồi nên là sẽ được định giá là 1 đô la trên một cổ phần anh chị. Đó, công ty sẽ phát hành là 400, tức là sở hữu là 400, đúng không ạ? Đó, tức là một cổ phần sẽ là 1 đô la trên một cổ phần. Đó, vậy cái giá trị tài sản chúng ta, cái sở hữu trí tuệ định giá là 400 tỷ đô khi thương mại rồi. Đó, vậy thì tại thời điểm này trong suốt thời gian qua doanh nghiệp đã làm được rất là nhiều những cái thành tựu, tạo ra rất nhiều tài sản, tạo ra rất nhiều thành tựu. Thì đến bây giờ anh chị hình dung là cái tài sản nếu như tổng hợp lại hết của doanh nghiệp UST thì nó sẽ còn lớn hơn rất nhiều. Nên là tại thời điểm này nếu anh chị sở hữu cổ phần ấy thì em vui tin chắc là cái giá trị tài sản của anh chị đã lớn hơn 1 đô rồi. Tức là anh chị đã sở hữu chỉ cần một cổ phần thôi, anh chị đã sở hữu cái tài sản định giá là 1 đô la cho một cổ phần rồi. Giả sử anh chị đang sở hữu 1 triệu cổ phần, ít nhất là tài sản của anh chị đã có 1 triệu đô rồi anh chị. Vậy thì mục tiêu của em vui là sở hữu ít nhất 10 triệu cổ phần của tập đoàn công nghệ Unikai thì ít nhất là cái tài sản của mình đã được định giá là 10 triệu đô la rồi. Chưa tính khi mà doanh nghiệp IPO, cái giá trị của doanh nghiệp tăng lên 5 đô, 10 đô hay là 100 đô thì nó sẽ tăng theo cái vốn hóa của thị trường anh chị ạ. Nó sẽ tăng theo cái vốn hóa của thị trường. Đó. Vậy thì ngày hôm nay khi anh chị đang sở hữu tại thời điểm này với cái chiết khấu là, với cái giai đoạn cuối cùng là giai đoạn 15, nếu như anh chị đầu tư cái gói 1.000 đô đó là một chiết khấu 1/25 thì 1 đô anh chị sở hữu được 25 cổ phần. Và khi mà kết thúc huy động vốn thì ít nhất là tài sản của anh chị đã tăng lên 25 lần rồi đúng không ạ? Nhưng nếu như anh chị nào mà anh chị biết cách tối ưu được cái số tiền của mình khi đầu tư thì anh chị hãy tận dụng cái chương trình ghi danh tại thời điểm này. Đó là chúng ta sở hữu cái gói 5.000 đô á, là chúng ta sở hữu 400.000 cổ phần tập đoàn công nghệ Unikai với chiết khấu là 1/80, tức là 1 đô la anh chị đã sở hữu được 80 cổ phần rồi. Và khi kết thúc huy động vốn là anh chị đã tăng trưởng cái tài sản của mình lên 80 lần rồi. Đó, cái chương trình ghi danh lần này nó là cái chương trình cuối cùng công ty mở ra. Bởi vì đợt vừa rồi thì có rất nhiều nhà đầu tư người ta đã viết thư gửi cho tập đoàn để mở lại cái chương trình ghi danh đấy. Và khi mà doanh nghiệp mở lại cái chương trình ghi danh đấy á thì tức là anh chị sẽ có cơ hội sở hữu được nhiều cổ phần. Và anh chị sẽ có cơ hội là được ghi danh, được ghi danh tại bảo tàng của tập đoàn công nghệ Unikai anh chị. Và đấy là một trong số điều rất tuyệt vời. Bởi vì mai này đây dù anh chị có nhiều tiền như thế nào thì anh chị cũng mong muốn là để lại cái danh gì đó với núi sông với anh chị. Đó, có thể anh chị có rất nhiều tiền nhưng người ta chả để ý đâu. Nhưng chỉ cần anh chị có tên trong bảo tàng của tập đoàn công nghệ Unikai, anh chị được ghi danh tại bảo tàng tập đoàn công nghệ Unikai, thì sau này người ta nhìn thấy, người ta biết là ông này bà kia họ được ghi danh, họ là người mà đã góp vốn vào cái công nghệ này để tạo ra chúng ta những cái giải pháp thông minh, giải pháp giao thông thông minh tuyệt vời như thế này. Đó, thì đấy là một trong số điều rất tuyệt vời đối với anh chị. Đấy, vậy thì một trong thời gian qua thì chúng ta cũng có một cái, ngày hôm nay chúng ta cũng có một cái thông tin rất tuyệt vời từ các phái đoàn đến thăm trung tâm thử nghiệm chúng ta để người ta mong muốn là sau này xây dựng cái công nghệ này ở tại đất nước của họ đúng không ạ? Trong thời gian qua thì cái tuyến đường thử nghiệm của chúng ta
có cái tuyến đường thử nghiệm thành công mối nối Hàn trên tuyến đường thử nghiệm số 4 đúng không anh chị? Tuyến đường thử nghiệm số 4 thì trong thời gian qua đã được lắp đặt cái con tàu lên trên dây rồi đúng không anh chị? Đó, và sắp tới cuối năm nay nếu anh chị có cơ hội sang bên UAE thì anh chị sẽ có cơ hội được trải nghiệm cái con tàu này. Và thời gian qua thì nó được thử nghiệm thành công mối nối Hàn trên tuyến đường thử nghiệm số 4. Đó. Và công ty USKY Transport đã đặc biệt chú trọng đến chất lượng công việc thực hiện trên tuyến đường thử nghiệm số 4 anh chị. Và do hầu hết tất cả các kết cấu được làm bằng kim loại nên các chuyên gia công ty thường xuyên thực hiện việc hàn. Và công việc này yêu cầu kinh nghiệm, kiến thức, kỹ thuật và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn. Và khi kết thúc bất kỳ giai đoạn công việc nào thì việc kiểm soát chất lượng bắt buộc đều được thực hiện anh chị. Đó. Và mục đích chính của việc kiểm tra các mối nối hàn là để đảm bảo độ tin cậy và an toàn của các điểm hàn và mối nối hàn. Các thử nghiệm như vậy cho phép xác định chất lượng chế tạo và xác định các khuyết điểm hoặc thiếu sót có thể có của mối hàn này. Đó. Và trong thời gian qua thì nó đã thử nghiệm bởi vì ở giai đoạn này các yếu tố được đánh giá, thứ nhất là độ bền dẻo này, độ giãn trên một đơn vị cường độ này, độ cứng của mối nối này, cũng như chất lượng của mối nối hàn trong trường hợp xuất hiện các lỗ, tổ ong và vết nứt. Thì trong báo cáo đính kèm thì có thể chú ý tham số như độ bền dẻo. Đó. Và trường hợp này thì độ bền dẻo kim loại cơ bản sẽ là 690 MPa. Và điều này thì sẽ xác nhận độ bền được yêu cầu của mối nối hàn. Và mặt cắt ngang và các giá trị độ cứng thực tế của mối hàn thì hiện chất lượng công việc phù hợp với tiêu chuẩn N và AVKS. Đó, tức là nếu như anh chị nào mà anh chị làm trong cái vấn đề về kỹ thuật, anh chị hiểu về kỹ thuật ấy, anh chị sẽ rất thích những cái thông tin như thế này. Bởi vì anh chị sẽ hiểu được rằng là cái sản phẩm, cái công nghệ chúng ta nó tuyệt vời như thế nào, nó được sản xuất rất công phu, rất tỉ mỉ, rất chi tiết và được quan tâm từ những cái chi tiết nhỏ nhất để đảm bảo cho cái việc vận hành cái loại phương tiện này được an toàn hơn, gọi là an toàn tuyệt đối anh chị. Bởi vì cái tiềm năng của nó là an toàn tuyệt đối, đảm bảo cái sự an toàn cho người tham gia giao thông 100% đúng không anh chị? Đó. Vậy thì trong thời gian qua anh chị cũng đã biết được những cái thông tin nó rất là tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Vậy thì khi mà chúng ta hiểu được rằng là cái việc vận hành một cái sản phẩm về công nghệ giao thông nó sẽ là một cái chặng đường rất dài, riêng đối với tập đoàn công nghệ Unikai thì nó đã trong suốt thời gian qua từ những năm 2014 rồi đúng không ạ? Ngoài ra nó đã được nghiên cứu thử nghiệm từ năm 1977 và hơn 40 năm qua thì công nghệ này đã là một trong số, đến tại thời điểm này nó là một trong số những công nghệ rất đẳng cấp rồi. Đó, vậy thì nếu như anh chị trong suốt thời gian qua anh chị đã tìm hiểu, anh chị đã nghiên cứu, anh chị đã theo dõi những cái thông tin em vui truyền tải cho anh chị để anh chị mới hiểu được rằng là cái sản phẩm này rất đẳng cấp. Cái quan trọng là anh chị có hiểu được cái tầm quan trọng của việc đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp hay không. Bởi vì nếu như dù em vui có chia sẻ những cái thông tin về doanh nghiệp nó có hay như thế nào, nhưng anh chị vẫn chưa ý thức được rằng là anh chị phải trích ra một cái khoản tiền nào đó để anh chị góp vốn vào doanh nghiệp, để anh chị nắm giữ cho mình những cái tài sản, thì anh chị sẽ không bao giờ có tư duy để anh chị đầu tư đâu đúng anh chị. Và anh chị không có tư duy đầu tư thì anh chị sẽ phải làm việc đến hết cuộc đời này, anh chị sẽ phải đi làm thường xuyên, đi làm đến khi mà chúng ta ráo mồ hôi, gọi là cạn kiệt sức lực của mình, khi mà không còn thể làm được nữa thì anh chị mới không đi làm nữa. Và lúc đấy thì anh chị có bao giờ đặt ra câu hỏi rằng là nếu như chúng ta không còn công việc để làm nữa thì chúng ta sẽ lấy tiền đâu để chúng ta trang trải cuộc sống của mình, để giúp cho cuộc sống của mình trở nên tốt hơn, giúp cho những người thân của mình trở nên tốt hơn đúng không anh chị? Vậy thì khi anh chị góp vốn vào doanh nghiệp Unikai là anh chị đang góp vốn vào trong những cái doanh nghiệp tiềm năng, anh chị sở hữu cho mình cái tài sản. Và anh chị xác định là tài sản thì nó sẽ cần phải cái khoảng thời gian để nó vận hành cái số tiền của anh chị ấy, thì nó mới có cơ hội tăng trưởng lên được đúng không anh chị? Đó, còn nếu như mà chúng ta đầu tư phát chúng ta có lãi ngay thì ngày hôm nay anh chị nào người mới, anh chị chưa đầu tư bao giờ, em vui hãy chia sẻ anh chị. Nếu như ai đó mời anh chị đầu tư ngày hôm nay, anh chị có lãi bao nhiêu, tháng nay anh chị có lãi bao nhiêu, thì xin thưa với anh chị một điều rằng 100% anh chị đang tiếp xúc với những cái thương vụ lừa đảo và chắc chắn anh chị sẽ bị mất tiền. Đó, chắc chắn anh chị sẽ bị mất tiền. Nếu như anh chị nào mà lúc nào đó có ai đó chia sẻ cho anh chị về một cái điều gì đó, anh chị vẫn có cơ, anh chị cũng có thể hỏi qua em vui.
Em vui sẵn sàng chia sẻ tất cả những cái thông tin, những cái kiến thức mình biết đó, để em vui phân tích cho anh chị vì sao em vui lại bảo rằng là anh chị đầu tư vào đấy chắc chắn anh chị sẽ bị mất tiền. Những cái dự án nào mà nó lừa đảo, nó sẽ mang tính là tập trung vào lợi nhuận, tập trung vào lợi nhuận ấy, tức là để cho anh chị bị ham ấy đấy, để anh chị đầu tư xong anh chị bị mất tiền anh chị đó. Vậy thì em vội khuyên anh chị, nếu như ai đó mời chào anh chị đầu tư vào cái gì đấy mà ngày hôm nay anh chị có lãi ngay, tháng nay anh chị có lãi ngay, thì chắc chắn anh chị đó là thương vụ lừa đảo và chắc chắn chị sẽ bị mất tiền. Và chúng ta nói không với những cái dự án lừa đảo như thế anh chị nhé. Đó. Và ngày hôm nay thì Vui Nguyễn cũng dành một chút thời gian để chia sẻ với anh chị như thế, để anh chị hiểu được rằng là cái việc chúng ta đầu tư nó cực kỳ quan trọng, và cái việc chúng ta cập nhật thông tin về doanh nghiệp nó cũng cực kỳ quan trọng. Bởi vì thông tin thì nó sẽ là tiền, và niềm tin thì nó sẽ đến từ thông tin đúng không anh chị? Niềm tin nó sẽ đến từ thông tin, và thông tin là tiền. Và trong đầu tư thì ai có thông tin thì người đấy có tiền anh chị. Và thời điểm này nó đang là tại thời điểm này anh chị, nó đang trong những cái ngày mà rất quan trọng đó, rất quan trọng để anh chị đầu tư cái gói ghi danh, để anh chị sở hữu cổ phần. Tại thời điểm này nếu như anh chị nghĩ anh chị sẽ sở hữu ít nhất là 400.000 cổ phần, và anh chị sẽ được lưu danh thiên sử tên của mình tại bảo tàng tập đoàn công nghệ Unikai, và anh chị sẽ được làm cái ảnh toàn ký đó. Vậy thì nếu như anh chị ghi danh tại thời điểm này, anh chị vừa có cơ hội sở hữu được nhiều cổ phần, ít nhất 5.000 đô anh chị sở hữu 400.000 cổ phần, là tài sản của anh chị đã có là 400.000 đô rồi. Khi kết thúc huy động vốn về giá trị thực là 1 đô thôi, là tài sản của anh chị đã tăng lên là 400.000 đô. 400.000 đô nó sẽ rơi tầm khoảng là chục tỷ rồi đó anh chị. Đó. Vậy thì nếu như mà IPO nó sẽ tăng lên 5 đô, 10 đô thì nó sẽ tăng theo vốn hóa của thị trường. Và lúc đấy cái sản phẩm càng giá trị thì cái sự tăng trưởng của nó càng lớn. Nó giống như ô tô VinFast ấy, ban đầu IPO với mức giá tầm khoảng 10, 20 đô, 30 đô. Và trong một khoảng thời gian rất ngắn đã tăng lên là hơn $100 trên một cổ phần. Nhưng anh chị lại không có một cổ phần nào của VinFast, bởi vì chúng ta chưa ý thức được việc đầu tư, nắm giữ cổ phần. Và từ những cái thương vụ đó thì chúng ta sẽ có cho mình những cái thông tin, có trong mình những cái kiến thức để mình biết rằng là thì ra bấy lâu nay mình đang bỏ quên, mình đang lãng quên một cái lĩnh vực mà có thể giúp cho mình tạo ra cái tài sản lớn, và nắm giữ cái tài sản từ một cái số vốn thấp nhất, nhỏ nhất, và giúp cho anh chị tăng trưởng cái tài sản của mình khi doanh nghiệp có lợi nhuận, doanh nghiệp chi trả cổ tức và doanh nghiệp thành công, doanh nghiệp IPO, thì cái tài sản của anh chị sẽ tăng theo thời gian, tăng theo thời gian. Và trong đầu tư anh chị để càng lâu thì cái tài sản của anh chị tăng trưởng càng lớn anh chị. Đó, và đấy là những cái thông điệp, những cái thông tin mà em vui mong muốn được chia sẻ cho anh chị trong buổi tối ngày hôm nay. Và cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi và ủng hộ Vui Nguyễn trong suốt thời gian qua, đã luôn luôn yêu thương em, đã theo dõi em suốt thời gian qua, để làm sao em cũng có cơ hội được lan tỏa. Bởi vì khi mình lan tỏa, chia sẻ thì anh chị đón nhận, thì đấy mới gọi là những điều tuyệt vời nhất của anh chị. Và anh chị nào đang lăn tăn, hoặc anh chị đang mong muốn hỏi về đầu tư, hoặc là anh chị đang mong muốn được thêm những kiến thức, thông tin để anh chị đầu tư không bị mất tiền, anh chị cũng có thể kết nối với Vui Nguyễn thông qua số điện thoại là 0965 081 559, để Vui Nguyễn có thể là hỗ trợ và giúp đỡ anh chị. Ngoài ra anh chị có thể kết nối Facebook, Messenger, Zalo hay là Telegram, tất cả mọi cái trang thông tin, để anh chị có cơ hội được cập nhật những cái thông tin tuyệt vời nhất, để anh chị có thể có cho mình những thông tin nó chính xác nhất, để giúp cho anh chị là không bỏ qua cái cơ hội đầu tư tuyệt vời và tiềm năng như thế này anh chị ạ. Đó, và Vui Nguyễn cũng cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều. Cảm ơn chị Chi Phạm, cảm ơn anh Thanh Long, cảm ơn anh Hải Tuấn, cảm ơn chị Mai Hương, chào anh Bảo Nam, chào em Vũ Thủy đó, chào chị Nguyệt Châu, chào anh Minh Châu, chào anh Long Bảo. Chào mừng tất cả anh chị, và cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều. Nếu anh chị nào đã theo dõi vừa vào xong thì anh chị có thể theo dõi lại cái buổi chia sẻ của Vui Nguyễn từ đầu cho tới cuối nhé. Bởi vì sẽ có rất là nhiều thông tin rất giá trị mà em Vui tin chắc chắn rằng anh chị nghe xong anh chị sẽ hiểu hơn về cái giá trị của việc đầu tư góp vốn doanh nghiệp, cái thông tin về doanh nghiệp, những cái tin tức mới nhất anh chị ạ. Và cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều, và Vui Nguyễn hẹn gặp lại tất cả anh chị ở trong những cái buổi chia sẻ tiếp theo. Bye bye cả nhà mình. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.